Ngọc chào cả nhà nha. Cả nhà thấy nay hai trái bầu của mình nó to đùng lên không? Cái trái trái chị thì nó được 1 kg rồi nha, còn trái em thì nó mới có 7-8 lạng thôi. Cái trái này là 1 kg rồi nè cả nhà. Đó. Giờ mình để hai trái này cho nó to hơn chút nữa rồi rồi mình mới xem coi sao mình cắt vô. Mình cắt vô rồi mình cắt phanh phanh cắt phanh phanh ra. Rồi xong rồi cắt nhỏ nhỏ nữa. Để mình bỏ tủ đá cho Thí nữa nó xuống nó ăn hai trái bầu. Thí chị cho em hai trái bầu này nha. Đó, cặp chị em đó. Chị thì to, chị thì to, còn con em thì nhỏ xíu nha. Đó, cặp này là chị để cho em đó nha. Nhưng mà giờ nó còn lông con, chị chưa có cắt, chị để cho nó bự to bằng cái trái mà hồi trước chị cắt đó. Cái trái đó đó là nó được 2 ký 3 đó. Chị để cho em cặp này. Rồi chị còn cái cặp ở ngoài sau nữa là hết rồi nha, là chị em chị chia cho em 2 trái, chị còn 2 trái, còn như mấy trái này là coi như không có ăn được rồi đó. Đây 1 trái nữa nè, đó thấy cái màng là không có đậu rồi. Rồi để mà đi ra ngoài sau. Đây, về sau quay cho cả nhà thấy đó cả nhà. Nãy đứng mặt trong thì nó hơi tối, giờ ra mặt ngoài thấy nó sáng hai trái bầu hết chưa. Hai trái này là cho Thí Family Cuộc Sống Pháp. Đây. Còn trái này hâm nó hiện giờ nó cũng là to đùng lên rồi. Cũng 6-7 lạng gì rồi. Đó. Hai trái này nó cũng to rồi thì nó cũng ngang 8-9 lạng gì đây. Hai cái trái về sau lưng này thì của chị nè. Đó, chị cho em 2 trái ở đằng trước. Hai trái này là của chị nha. Đó, nó nằm á bên này 1 trái, đằng kia 1 trái đó, còn của em là 2 trái lớn kia. Ăn đồng chia đủ. Công hỗng trọng hỗng tưới mà được 2 trái to đùng. Còn la làng nữa. Còn ở dưới này là mùng tơi. Mùng tơi thì kỳ này để cho lá nó to hơn chút nữa đó. Mùng tơi quá chừng nè. Nó hổm ngắt ăn hết rồi. Giờ thì nó đang ra trở lại. À, Thí mày thấy 2 trái này của em ngon không Thí? Ở mày trái thứ nhất 2 kg 2 kg 3. Giờ cặp này nữa là được 3 trái, thứ nhất thứ nhì thứ ba rồi thứ tư thứ năm là được 5 trái. Năm nay được 5 trái bầu. 6 trái chưa ăn hết 2 trái rồi, ăn hết 2 trái còn 4 trái. 6 trái cậy để cho nó cặp này cho nó vui cái lòng của nó lên, để thôi nó thèm bầu mà không biết chừng nào nó xuống đây. Được ăn tươi thì ngon lắm nha Thí, mà để đông đá thì nó không có được ngon nhân cưng. Nó cũng ngon nhưng mà nó không có bằng cái tươi. Thì để vô bọc xong rồi cuột lại, bỏ vô tủ đá để dành cho nó xuống nó ăn.
Đây là cái bụi xả nay là nó nhảy ra, nó cũng um sùm rồi. Đi qua quay cái cây 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 gì cây 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 chuối của anh Thí, Trần Thí nó coi. À, và đây là luống cải bè xanh, bữa hổm thì nó không có xanh, bữa nay nó lên xanh dờn. Đó là rau dền, mồng tơ với tí tô với hẹ với lại cây gì cây gừng. Đây nè, tí tô đẩy dưới đất rồi nè, giờ nó lên bông rồi nè, thấy nó lên bông rồi nè, ăn nhắc ăn nãy giờ nó còn nhỏ xíu thì bắt đầu nó vừa ra là nó cho bông rồi nè. Đây là cây gừng nha, đó cây gừng nè, lần đầu tiên trồng gừng luôn nha. Còn cái này giờ thì nó cũng cho ra bông rồi, để không cắt nữa, để cho nó lên bông đặng mà năm năm sau có ăn. Giờ mình qua bên cây chuối nha. Đây, cây chuối của thằng Thí đây. Nó còn nhỏ, nó chưa có ra lớn gì mấy. Ở dưới gốc cây chuối là 6-7 cây tí tô. Nó cũng lên bông luôn. Để cho nó có bông luôn. Đó, cây chuối của thằng Thí đó. Vườn trái cây bây giờ còn trái cây không, hái trái hết rồi. Hôm qua hái được 2 két trái cây, trái trái lê hái được 2 két, còn 1 cây trái lê nữa tới tháng 10 mới có ăn. Mà bây giờ đó là mấy con ong á, nó ăn sạch hết, giờ còn có 5-6 trái thôi, hôm qua mới bịch lại. Giờ mình ra mình review cái con ong cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà ơi, mình bịt kín mít lại rồi mà nó cũng vẫn còn chui lên chui xuống nha cả nhà. Bịt kín rồi mà cũng còn chui lên chui xuống, thôi kệ nó, lấy ra cho nó sống đi.